Nhậu xong, mang dao đến nơi làm tấn công tử vong kẻ nghi tình địch. Xác minh điều tra vụ người đàn ông tử vong ở bãi đất trống sát chung cư. Phi công tử vong khi bay dù lượn, quyên góp hỗ trợ gần 100 triệu đồng. Bắt hai đối tượng gây ra 20 vụ cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh. Mất lái khi xuống đèo, xe tải tông vào ta luy dương, tài xế bị thương nặng. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Thưa quý vị, thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Mới nhất vào chiều ngày 24 tháng 3, chỉ vì nghi ngờ anh Nguyễn Trường Tê có quan hệ tình cảm với vợ của mình, đối tượng Trần Phạm Thái, sinh năm 1987, đã mang dao đến tận nơi làm để tấn công tình địch. Chiều 24 tháng 3, sau khi nhậu với bạn tại nhà, Trần Phạm Thái đã mang theo dao đến nơi làm của anh Nguyễn Trường Tê ở khu phố 2, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tại đây, Thái đã dùng dao tấn công anh Tê. Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy, nhưng Thái vẫn đuổi theo truy sát. Do vết thương quá nặng nên anh Tê đã tử vong sau đó. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Phạm Thái vì hành vi sát hại người. Ngày 25 tháng 3, Công an thành phố Vũng Tàu phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp và các đơn vị liên quan đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ phát hiện một người đàn ông tử vong bất thường tại bãi đất trống trên địa bàn phường 3 thành phố Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 25 tháng 3, một người dân vào xử lý rác tại bãi đất trống trên đường Thống Nhất Mới, đoạn đang thi công thuộc địa bàn phường 3, thành phố Vũng Tàu, sát chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thì phát hiện một người đàn ông trong tư thế nằm sấp trên mặt đất. Qua kiểm tra thấy người này đã tử vong, nên người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiếp cận bảo vệ hiện trường, cũng như phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Khả năng người này tử vong trong đêm 24 tháng 3 đến rạng sáng 25 tháng 3 vì buổi sáng có nhiều người ngồi ngay bên cạnh bãi đất này uống cà phê nhưng không có gì bất thường. Đến khi có người đi vào khu vực đã được rào chắn thì vụ việc mới được phát hiện, trình báo cơ quan chức năng. Liên quan vụ phi công tử nạn khi bay dù lượn, vào chiều 24 tháng 3, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy Kon Tum cho biết, đoàn công tác của ban tổ chức giải đã tiến hành thăm viếng, chia buồn và quyên góp hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy, ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện cùng tỉnh Kon Tum đã cử đoàn công tác tiến hành thăm viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ban tổ chức giải cũng bố trí xe để đưa nạn nhân về quê để gia đình lo hậu sự. Sau khi kết thúc giải, cơ quan chức năng sẽ họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức. Ngoài ra, sau khi xảy ra vụ việc, các thành viên giải đấu đã quyên góp được gần 100 triệu đồng để hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân. Những vận động viên tham gia thi đấu tại giải đều bắt buộc phải mua bảo hiểm. Trước giải đấu, ban tổ chức đã kiểm tra vấn đề này. Công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao hàng không SGP chi nhánh Kon Tum đang xem xét hồ sơ để xử lý bảo hiểm cho nạn nhân không may xảy ra tai nạn trong quá trình tham dự giải. Trước đó khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 3, vận động viên dù lượn NAT, 39 tuổi, trú Hà Đông, Hà Nội, thuộc đoàn Hà Nội, trong quá trình hạ cánh dù lượn gặp sự cố kỹ thuật rơi xuống mặt đất. Vận động viên T nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Do vết thương quá nặng, vận động viên đã tử vong sau đó khoảng 3 giờ đồng hồ. Ngày 25 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Hải và Ngọ Lê Gia Bảo, cùng 18 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, về tội cướp giật tài sản. Theo đó, vì cần tiền tiêu xài chơi game, cả hai đã thực hiện chót lọt 20 vụ tại các khu vực nhà thờ, chợ, trường học trên địa bàn. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ 35 phút ngày 21 tháng 3 năm 2023, chị PLTL, 20 tuổi, quê Lâm Đồng, ngồi chờ sửa xe trên đường 20, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức và sử dụng điện thoại thì bị một thanh niên đi bộ đến giật phăng rồi nhảy lên xe máy do đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Nhận tin trình báo, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Chánh khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Lần theo các dấu vết định vị, các trinh sát xác định điện thoại của chị L đang ở tiệm điện thoại trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, do ông Tôn Trọng Vàng, 38 tuổi làm chủ. Làm việc với công an, chủ tiệm điện thoại cho biết có nam thanh niên mang điện thoại đến bán nhưng không mở được mật khẩu nên ông Vàng từ chối mua. Sau đó thanh niên này ký gửi lại điện thoại và bỏ đi đâu không rõ.
Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2023, chị LTN dừng xe máy trên đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh để nghe điện thoại thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật rồi tẩu thoát, bỏ chạy đến con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh. Do cua gấp nên cả hai đối tượng té ngã. Lúc này chị N vừa đuổi đến kịp hô hoán và được người dân hỗ trợ bắt được đối tượng ngồi sau cùng với tang vật, riêng đối tượng cầm lái chạy bộ tẩu thoát. Được đưa về trụ sở, nam thanh niên bị bắt khai tên Hải và đồng phạm là Bảo. Mở rộng truy xét, đến 16 giờ cùng ngày, các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Thạnh kết hợp với công an phường Hiệp Bình Chánh mời đối tượng Bảo về làm việc. Qua đấu tranh, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai thực hiện chót lọt 20 vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn thành phố Thủ Đức trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Trong tất cả các phi vụ trên, Bảo là người điều khiển xe máy hiệu Exciter biển số 59N289930 để Hải trực tiếp gây án. Tài sản cướp giật được, Hải hoặc Bảo đều mang đi bán cho vàng với giá từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng. Mới đây trong quá trình xuống đèo trên quốc lộ 279, địa phận huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, do chở nặng, một xe tải đã bị mất lái tông vào ta luy dương khiến tài xế bị thương nặng. Công ty cổ phần đường bộ 226, đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 279 trên địa bàn tỉnh Điện Biên cho biết, khoảng 5 giờ 20 phút ngày 25 tháng 3, tại km 40+020 quốc lộ 279, đoạn thuộc xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm này, xe tải mang biển kiểm soát 27C05831 do anh Lò Văn Hải, sinh năm 1988, trú tại phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ điều khiển, theo hướng Điện Biên Tuần Giáo. Khi đi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn. Hậu quả tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin, xe ô tô tải bị hư hỏng, công trình đường bộ hư hỏng 7 mét rãnh dọc. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do xe chở hàng nặng. Khi xuống đèo, bị mất lái nên tông vào ta luy dương. Các cơ quan chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả và đưa nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin đi cấp cứu. Ngày 23-24 tháng 3, tức ngày 14-15 tháng 2 âm lịch, lễ hội Nàng Han đã được tổ chức tại bản Tây An, xã Mường So, huyện Phong Thổ, Lai Châu nhằm tri ân nữ anh hùng Nàng Han, có công đánh đuổi giặc ngoại xâm và cầu mong sự no ấm, cuộc sống an lành, mùa màng tươi tốt. Tương truyền Nàng Han xuất thân trong một gia đình nghèo người Thái ở Trường Sa, nay là xã Mường So. Nàng Han cải trang thành nam giới, đứng lên kêu gọi thanh niên trai tráng các bản đoàn kết đánh giặc. Nàng đứng đầu cuộc khởi nghĩa của đồng bào 16 xứ Thái, cuột cường đánh bại giặc xâm lược phương Bắc. Sau khi dẫn đoàn quân thắng trận trở về, nàng tắm gội ở mó nước Tây An, xã Mường So rồi bay lên trời. Từ đó tưởng nhớ công ơn của nàng, bà con lập đền thờ và tổ chức lễ hội ngay ở mó nước nàng tắm. Đối với người Thái trắng ở Phong Thổ, hình tượng Nàng Han có vai trò vô cùng đặc biệt trong đời sống tâm linh. Nàng Han như một vị thần che chở, bảo vệ cho muôn dân bản Mường. Những năm gần đây, lễ hội được tổ chức thường niên, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia. Nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái trắng khu vực Mường So, Khổng Lào, huyện Phong Thổ ngày càng được bảo tồn và phát huy lan tỏa. Tại lễ hội diễn ra nhiều chương trình như lễ cúng ở đền thờ Nàng Han thì các điệu múa ẩm thực, trò chơi dân gian ném còn, đẩy gậy, kéo co, đánh tó má lẹ, đánh cầu, bắn nỏ. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ Mai Thị Hồng Sim, lễ hội Nàng Han được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Lễ hội còn là dịp để nhân dân các dân tộc giao lưu văn hóa, tăng thêm sự hiểu biết về lịch sử, cũng như tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian phát triển. Thưa quý vị, mang vẻ đẹp thanh tao, những bông hoa tiểu tú cầu trắng tinh khôi, nhỏ xíu đang khiến chị em Hà Thành phát sốt, rủ nhau mua về cắm chơi. Vẻ đẹp giản dị thanh tao, độ bền lâu, giá lại phải chăng, nên nhiều chị em Hà Thành đang tìm mua hoa tiểu tú cầu về nhà trang trí. Đây là loài hoa được trồng nhiều ở Nhật Bản, trông như những quả bóng ném nhỏ xinh. Tiểu tú cầu thuộc kiểu cây bụi thân đứng, thường nở hoa vào mùa xuân và có màu trắng tuyết, nở thành từng chùm vô cùng đẹp mắt. Mấy năm gần đây thì loài hoa này xuất hiện nhiều ở Hà Nội và các thành phố lớn, được các chị em ưa chuộng vì lạ mắt, dễ cắm, bền lâu, giá lại không quá đắt đỏ. Trên thị trường hiện nay, mỗi bó hoa tiểu tú cầu gồm 10 cành được bán với giá từ 100 đến 130.000 đồng. Bạn có thể mua hoa ven đường tại các cửa hàng hoa trên phố hoặc có thể đặt mua trên chợ mạng. Mỗi bông hoa tiểu tú cầu có 5 cánh màu trắng tuyết và được điểm tô bởi nhị vàng. Khi chọn mua hoa tiểu tú cầu,
có thể chọn những cảnh hoa bông nở, còn cả nụ, bởi như thế thì thời gian hoa nở sẽ lâu hơn những cảnh hoa đã nở rộ. Ngoài ra cũng nên chọn những cành có hoa nụ mọc đều, thân cành có màu nâu sáng, vỏ sáng bóng và cầm chắc tay thì mới là những cành hoa tươi. Trước khi cắm hoa tiểu tú cầu vào bình, có thể nên cắt vắt chéo gốc hoa khoảng 45 độ để hoa hút nước dễ dàng hơn. Sau khi cắm xong thì nên đặt hoa ở vị trí thoáng mát, đủ ánh sáng. Mỗi ngày nên thay nước cho hoa một lần, đồng thời phun sương lên cành hoa để giúp hoa tươi lâu hơn. Quý vị vừa theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Nếu yêu thích chương trình, xin mời quý vị ấn like và đăng ký kênh, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.